Những ngày qua, thông tin vận động viên xuất sắc Nguyễn Thị Ánh Viên mong muốn được dừng thi đấu đỉnh cao để dành thời gian cho bản thân và gia đình khiến nhiều người tiếc nuối. Ánh Viên là vận động viên sở hữu số lượng huy chương đồ sộ bậc nhất Việt Nam. Ở đấu trường SEA Games, kinh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được tổng cộng 25 huy chương vàng qua các kỳ đại hội đã tham dự. Không nhiều người biết rằng con rạch nhỏ trước nhà đã từng là nơi cô bị bõm tập luyện trong những ngày đầu đến với môn bơi. Ánh Viên có thể trạng giống ông nội và cha, bởi thế thân hình cao lớn, sải tay dài. Do gia đình sống gần kênh rạch, để an toàn cho cháu, nên ông nội Ánh Viên là cụ Nguyễn Văn Tới đã dạy bơi cho Viên. Vỏn vẹn sau 3 ngày tập luyện, Ánh Viên đã có thể lướt thân mình trên mặt nước. Năm 2008, Ánh Viên sau thời gian bộc lộ tài năng và giành nhiều giải thưởng bơi lội, cô vào quân khu 9 để được huấn luyện chuyên nghiệp, bắt đầu với cuộc sống khổ luyện xa gia đình. Lúc đó ở đây là nước nó ngập nhiều lắm. Cha mẹ nó thì đi làm, tôi ở nhà thì sập thôi cho Ánh Viên đó, nó biết rồi á, không có bị đuối nước. Thì bắt đầu sự không có là lo quá. Biết bơi rồi phải đi học từ lớp 1 lớp 5 thì nó ra luôn tiền 2 thì lớp này bơi đua với lớp kia của bên thể thao đó biết rồi sao nó bơi được giỏi hơn các lớp hết, nhiều đứa lớn hơn mà nó cũng bơi thắng. Rồi bên sở dục sẽ sao nó mới đề nghị ra quân khu cho nó ra phải đậm bơi học tập luôn tới giờ luôn. Từ một cô bé bị bõm tập bơi tại con rạch trước nhà, Ánh Viên hóa rồng giành nhiều huy chương vàng làm nức lòng người hâm mộ. Dòng vô tiếng thấy nó bơi giỏi được tôi cũng đề nghị quan nghênh nó, động viên cho nó. Mặc dù nó về thăm nhà cũng động viên, con cố gắng lên nữa, đạt được thành tích. Mình cũng động viên con cháu cho nó. Nhưng sau ánh hào quang là nỗi cô đơn xa gia đình từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, mỗi năm chỉ được về nhà vài ngày, mỗi tuần chỉ nói chuyện điện thoại vài chục phút. Sự căng thẳng tăng dần theo từng cuộc thi khiến tiểu tiên cá nhiều lần bật khóc. Hồi đó đi tập quấn bên Mỹ, mỗi năm Tết về được vài ngày. Rồi bắt đầu nó thi đấu nữa, nó đi trung tâm 2 trên thành phố. Nó đi thi hoài, năm nào phải thi kiếm hay là những gì có châu Á, châu gì nào thì ở trên tổ chức thì nó đi. Nó tập huấn này phải cực khổ lắm à. Đi là nói về bơi mà có tiền được thì nó cố gắng nó làm thì cực khổ. Nhiều khi nó bơi mệt, nó dòm mình coi vô tiếng thấy cũng muốn rơi nước mắt. Nhưng mà về đây cũng động viên con cố gắng hơn để đạt được thành tích. Nhưng đến ngưỡng 25 tuổi khi bước qua thời đỉnh cao và dần dà thành tích của Viên cũng đi xuống. Olympic 2020 là giải đấu gần nhất mà Ánh Viên tham dự. Tại đây cô không hoàn thành mục tiêu vượt qua thành tích của chính mình trên đường bơi 200m và 800m tự do. Sau đó, khi tâm sự cùng gia đình và nhận được sự ủng hộ, Ánh Viên nộp đơn ngưng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Cô muốn hoàn thành chương trình đại học và cho rằng việc ngừng nhận đầu tư là tiết kiệm kinh phí nhà nước, nhưng quyền lợi cho thế hệ kế cận. Giờ thì nó cũng là đơn để nó suy nghĩ, bơi theo quốc tế ngoài để về trong nước để bơi. Rồi nó động viên những em Úc sau này đó được thành tích cao hơn như nó, đất nước mình phấn khởi hơn. Động viên tốt như Ánh Viên hay hơn nữa biết đâu có thể sau này
Bởi đã dành tuổi trẻ để cống hiến và đem lại vô số huy chương cho thể thao nước nhà, có lúc Ánh Viên quên rằng chính bản thân cũng cần sống cho riêng mình, cũng cần có bạn bè, tình yêu và hạnh phúc. Cha không ai cứ rồi sao? Rồi đó nói người ta không cứ con cứ người ta. Nó nói bà nội ơi, lo công danh sự nghiệp không lo. Ê thì con ở vậy cho bà nhờ. Chứ chơi vậy chứ. Nói gì? Bà đầu quá à, con lo đi hoài vậy nữa sợ người ta chê, người ta không cứ. Có người ta chê con, người ta nói nhỏ đó mà cứ nó mặn gì ăn. Kệ đi. Nó cũng có tiền có của nữa, cha nó cũng ủng hộ cho nó chứ. Nghiệp nó cực khổ từ nhỏ tới lớn con ơi. Sống mà bình dân nó không có biết mà xe xua gì với chúng bạn hết trơn á, từ nghiệp. Đi rồi nhờ cô này, cô kia, thầy rồi dạy, hiểu. Chứ thiệt thà dữ lắm. Sống là nông dân mà chất phát lắm. Theo gia đình, Ánh Viên có tính cách trẻ con. Nhưng do đào tạo trong môi trường quân đội nên Ánh Viên nghiêm nghị, ít nói. Cứ tưởng không hòa đồng, hóa ra cô lại rất vui tính, hiền hậu. Có rồi cái bà thấy tuổi quá, thấy buồn, còn nghiệp đó. Con coi sức giả ở đâu mà lội lặn như vậy. Mà lên vậy thấy cái mặt buồn heo, bà cũng gầu nữa. Nói sao con buồn dữ vậy, cái đó nói nội ơi. Cái chỗ của con mần là cũng trong quân đội rồi, phải kỷ luật chứ đâu phải mà từ te tét như ở ngoài, chứ nó liên thủy lắm con ơi. Ở ngoài nó giỡn rồi dữ lắm mà nó đi cổng nó cũng nghiêm vậy chứ con coi mình. Đấy mà quân đội và người ta cho được chức này chức kia rồi, cũng gán giữ gìn cho đâu, nết na nó lu bu vậy cho người ta cười. Cha Ánh Viên là ông Nguyễn Văn Tác, 48 tuổi, cũng ủng hộ con giải nghệ, đi học và mong lãnh đạo ngành thể thao xem xét để con mình được thực hiện nguyện vọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.